Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục mang đến cho các bạn một công nghệ đá đỏ cực kỳ mới. Rồi, thì cũng khá là lâu rồi mình không nói chuyện qua video để giao lưu với các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nói trên video này. Và trước khi vào vấn đề chính thì mình rất mong các bạn đang xem hiện tại hãy ấn cho mình vào nút like và nút đăng ký nếu các bạn chưa ấn nha. Và để lại một comment bất kỳ nếu các bạn gặp khó khăn khi trong quá trình các bạn thực hiện hay các bạn làm các bạn bị lỗi ở đoạn nào thì mình sẽ trả lời ngay lập tức nha. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn sơ qua về cỗ máy này nha. Thì đây là một mini game tượng trưng cho kéo búa bao hay còn gọi là quản tù tùy đó các bạn, mà các bạn thường hay chơi đó các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ có kéo, đá và bao. Thì nó sẽ tương đương với các thứ tự nha, đó chính là kéo thắng lá, lá thắng đá và đá thắng kéo. Thì ở đây mình sẽ không có búa cho nên mình sẽ sử dụng hòn đá nha, thì gọi là kéo đá bao đó các bạn. Cách chơi thì cực kỳ là đơn giản nha. Các bạn chỉ việc ấn vào cái nút này để các bạn chọn kéo hoặc đá hoặc là lá. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn là lá đi. Đó thì mình chỉ việc lấy một viên kim cương. Các bạn nhớ nha, ở đây mình đang có là 19 kim cương nè. Đó, 19 kim cương nha. Nhưng mà mỗi một lần ý, các bạn thả vào trong cái máy này thì các bạn chỉ nên thả cho mình là một kim cương thôi. Các bạn không nên thả nhiều nha, bởi vì các bạn thả trên hai kim cương, à trên một kim cương đó thì nó sẽ chỉ lỗ thôi chứ không có lãi đâu. Đó, ví dụ như mình vừa hòa này, hòa thì nó sẽ trả lại cho mình đúng một kim cương nha, mà mình vừa đáp vào đó. Còn nếu chúng ta thắng nè, đó chúng ta thắng rồi nha, mình vừa chọn lá mà nó ra là đá này thì mình đã thắng, thì mình sẽ được cấp đôi kim cương. Đó chính là mình sẽ được hai viên kim cương. Đó, rất là tuyệt vời phải không nào. Thôi thì không vòng vo nữa, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nha. Đó, bây giờ mình thua này, thì mình thua thì chúng ta sẽ không được kim cương nào nha. Đó, rồi nha. Và để hướng dẫn các bạn thì mình sẽ làm một cái cỗ máy mini game ở ngay bên cạnh này luôn. Đó, thì đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình ba cái khối đèn redstone ra nha. Đó, thì nhiều bạn đang hỏi mình đó chính là tại sao các bạn làm như hệt mình nhưng mà các bạn vẫn làm lỗi. Thì điện thể đây mình cũng sẽ giải thích cho luôn nha. Thứ nhất, một là các bạn đã làm sai rồi, đó là điều thứ nhất nha. Và hai, đó chính là các bạn đã nhầm phiên bản. Tuy là mình chơi trên máy tính nhưng phiên bản của mình chơi đó chính là Minecraft PE trên máy tính, hay còn gọi là Minecraft for Windows 10 đó các bạn. Đó, và các bạn thường hay chơi nhầm trên phiên bản Java Editor, tức là một phiên bản khác nha. Thì các phiên bản đấy nó sẽ hoạt động redstone khác phiên bản Minecraft PE trên điện thoại và máy tính. Đó, hiện tại mình đang chơi phiên bản PE nha, tức là phiên bản Minecraft trên điện thoại đó các bạn, phiên bản Minecraft rút gọn trên điện thoại. Thì như vậy các bạn có thể hoàn toàn các bạn chơi trên điện thoại được nha. Đó, các bạn chỉ việc dùng một chiếc điện thoại thôi và một phiên bản Minecraft các bạn hoàn toàn có thể làm được nha. Và còn một nguyên nhân nữa, đó chính là các bạn đã chơi phiên bản Minecraft khá là cũ. Thì hiện tại trên kênh của mình, đó là nhà mình lúc mình làm video đó, thì mình chỉ chơi phiên bản Minecraft 1.14 trở lên mà thôi. Tức là hiện tại mình đang chơi phiên bản 1.16, thì những phiên bản 1.14, 1.15, 1.16, thậm chí là 1.17 vẫn hoàn toàn có thể làm được một số cỗ máy hoặc là rất là nhiều cỗ máy trên kênh của mình nha. Hoàn toàn phải làm được các bạn nha. Còn việc mình không test các phiên bản mấy chấm là cơ bản bởi vì mình không có nhiều phiên bản đấy để mình test thôi. Cho nên là mình rất tiếc cái điều đó. Còn một nguyên nhân đó chính là khi mà các bạn làm lỗi đó các bạn, thì các bạn có thể comment cho mình biết là các bạn lỗi như thế nào và lỗi ra sao nha. Đó, và các bạn trước khi comment cho mình biết các bạn lỗi thì các bạn hãy thử kiểm tra kỹ lại xem đó chính là các bạn có làm giống hệt trong video của mình không. Hoặc một số video thì các bạn không nhất thiết phải làm giống hệt mình đâu. Ví dụ như là một số video mà các bạn làm giống hệt mình thì có thể nó sẽ bị lỗi hơn thôi. Bởi vì ví dụ như là video mình sử dụng command block đó các bạn sẽ biết lệnh đúng là giống hệt mình thật, nhưng một số tọa độ thì các bạn sẽ biết tọa độ khác nha. Thì ở đây bắt buộc này, các bạn phải thả cho mình cái kiếm gỗ vào nhé. Và trong quá trình làm đó các bạn, thì các bạn chỉ sẽ làm hệt mình. Nhưng mà ví dụ như các bạn thấy mình làm nhanh quá đó, thì bây giờ các bạn có thể chỉnh tốc độ của video lại nha. Đó, hoặc là các bạn xem mình làm xong một bước này thì các bạn tạm dừng video và các bạn làm theo. Sau đó các bạn lại tiếp tục xem video và các bạn lại tạm dừng video, các bạn làm theo cái bước vừa rồi. Đó, thì như vậy các bạn sẽ hoàn thành được nha. Nhiều bạn hỏi mình là làm sao để biết cỗ máy này khó làm và cỗ máy này dễ làm. Thì đơn giản thôi, cỗ máy càng khó làm thì tương đương với độ dài video càng lâu. Ví dụ như là những cái video mình làm dài trên 30 phút đi,
thì tương đương với việc cỗ máy đó sẽ rất là khó làm. Còn những video là mình làm dưới tầm 30 phút hoặc 20 phút hoặc là 21 phút thôi hoặc là 10 phút thì những video đó sẽ cực kỳ là đơn giản thôi nha. Đó, hầu như là những video đó mình hướng dẫn sẽ rất là nhanh. Ví dụ như video này này thì cỗ máy này sẽ rất là đơn giản thôi. Còn nếu mà trong quá trình làm đó các bạn vẫn liên tục gặp những cái sự cố, ví dụ các bạn làm sai đi, thì các bạn hãy để lại cho mình một comment nha, là các bạn sẽ sai như nào và làm lỗi như sao, thì các bạn sẽ comment cho mình, thì mình có thể giúp được thì mình sẽ giúp. Còn nếu không giúp được thì mình sẽ cố gắng để giúp thôi. Nếu vẫn không được nữa thì mình cũng sẽ đành bó tay nha. Và hiện tại nha, thì bạn nào đã xem đến bước này của video rồi thì mình rất mong là các bạn hãy để lại cho mình một like đi. Đó, để lại cho mình một like để mình có động lực làm hơn. Bởi vì hiện tại mình làm mấy cái sáng tạo đá đỏ này thì hầu như là do sở thích mà thôi, chứ mình hoàn toàn không được một chút gì cả nha. Đó, cho nên là tốc độ video của mình vẫn sẽ không thể ra nhanh được đâu, bởi vì hiện tại mình không có đủ thiết bị để mình làm cơ. Đó, mình rất là tiếc nha. Và các bạn hãy nhớ đừng quên like mình, và hãy chia sẻ nếu mà các bạn thật sự ủng hộ mình nha. Like video, chia sẻ video. Và nếu gặp khó khăn hay là một ý kiến cá nhân nào đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình nha. Và từ bước này trở đi nha, thì các bạn sẽ làm giống hệt mình nha. Các bạn hãy chú ý chú ý là các bạn sẽ làm giống hệt mình từ bước này trở đi, thì cái cỗ máy này các bạn sẽ làm hoàn thành được thôi. Bởi vì đây là một cỗ máy rất là đơn giản, nhưng đây cũng sẽ là một mini game cực kỳ là vui luôn nha. Rồi, và ở đây thì mình sử dụng cái khối theo dõi nha. Các bạn sử dụng khối Deton cũng được, nhưng mà mình sẽ sử dụng khối theo dõi đi, bởi vì cho nó bớt bị lỗi hơn. Đó, bây giờ mình sẽ ấn nút liên tục này để mình thử nghiệm nha. Đó, mình sẽ ấn liên tục là nó sẽ không thể bị lỗi nha. Đó, thì như vậy là các bạn đã thành công một lửa rồi. Thì bước tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo video nha. Và đến bước này thì các bạn sẽ lấy cho mình đó chính là 22 viên kim cương ra. Thì ở đây mình sẽ lấy luôn ra nha. Thì mình ở đây có 64 viên kim cương này, thì mình sẽ thả cho mình là X1, X1, X1 và X1 nha. Và ở cái đầu tiên này thì mình sẽ thả là 18 viên kim cương. Thì ở đây mình cứ thả nó luôn về ở đây cũng được nha. Thì nó sẽ tự động trôi và đúng 18 nó sẽ dừng các bạn nha. Đó, nó sẽ dừng khi mà đạt đủ số 18 nha. Đó, 18 và 1111. Các bạn phải thả ra hết như mình nha, và thả kim cương như mình. Nếu các bạn muốn không sử dụng kim cương để làm cái tiền để chơi trò chơi thì các bạn có thể sử dụng vàng cũng được, hoặc bất kỳ vật liệu nào khác nha. Đó, và khi các bạn thả kim cương để chơi cái máy này thì kim cương nó sẽ rơi vào trong cái dương này. Đó, và mình đặt cái bít tông ở kia thì cái bít tông này sẽ có nhiệm vụ đó chính là chống gian lận nha. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta thả, ví dụ mình thả nhiều kim cương vào đi, thì có thể nhiều bạn có thể sẽ, các bạn sẽ ấn cái nút này để cho các bạn để chọn nó liên tục. Đó, các bạn chọn liên tục thì như vậy là các bạn đã gian lận nha, bởi vì các bạn chọn trong lúc khi các bạn đã thả kim cương vào thôi. Đó, và bây giờ các bạn chỉ việc lấp lại thôi là các bạn đã hoàn thành được cái mặt trước của cái máy này rồi.
Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra đằng sau nha, và chúng ta sẽ tiếp tục làm. Thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình cái khối bít tông thường. Đó, ở đây là bít tông thường nha. Và nhiều bạn có thể sẽ nhầm lẫn giữa bít tông thường và bít tông dính đó các bạn. Cho nên là trong trường hợp các bạn đang làm, ví dụ các bạn đang làm tập trung đi, thì các bạn làm nhầm bít tông thường với bít tông dính thì có thể các bạn sẽ lỗi luôn nha. Đó, thì ở đây mình dùng bít tông dính này, và bên dưới là bít tông thường, các bạn chú ý cho mình nha. Đó, rất nhiều lần mình cũng sẽ nhầm bít tông thường lẫn bít tông dính. Chứ đừng nói là các bạn trong lúc đang làm các bạn sẽ nhầm hai bít tông này. Và ở đây các bạn sẽ đặt cho mình đó chính là ba cái block này. Ở đây các bạn phải redstone nha. Tiếp tục là repeater này, các bạn gõ cho mình một lần block ở đây. Và repeater này, các bạn gõ mark cho mình nha. Và tiếp tục đặt cho mình một block ở đây. Rồi, và tiếp tục đặt cho mình là còn 3 repeater này. Và bây giờ các bạn lấy cho mình đó chính là cái phễu nha. Đó, cái hopper đó các bạn. Rồi, đến bước này các bạn hãy chú ý kỹ cho mình. Các bạn sử dụng cho mình cái hopper. Các bạn đặt cho mình cái hopper thành một vòng luôn các bạn nha. Tại sao đặt một vòng? Đây, mình sẽ đặt một hòn đá ở đây nha. Và mình sẽ đặt cái hopper chia vào phía bên trái hòn đá này. Đây, mình sẽ đặt vào. Và tiếp tục là mình phá cái hòn đá này đi. Mình sẽ đặt tiếp cái hopper nữa này, chia vào cái hopper này. Nói chung là nó sẽ tạo thành một vòng nha. Đó, một vòng tròn như này luôn. Tiếp tục này, và đặt vào đây, chia vào đây. Làm sao mà khi các bạn đặt xong ấy, các bạn kiểm tra cho mình. Đó chính là cái dropper, à nhầm, cái hopper nha, cái phễu đó. Nó sẽ chia thành một hình tròn này như vậy nha. Đó, nó sẽ đi một vòng tròn như vậy. Và các bạn cứ làm hết trong video là được nha. Các bạn nên làm từ từ từng bước một, như vậy là các bạn sẽ hoàn thành được thôi. Và tiếp theo là bây giờ mình sẽ vẩy redstone vào đây nha. Vẩy redstone hết vào đây luôn. Và để có thể vẩy được redstone vào cái phễu thì các bạn hãy ấn cho mình cái nút đi tròn rén nha. Trên điện thoại thì các bạn sẽ ấn nút đi tròn rén, và trên máy tính thì các bạn ấn nút shift thôi. Rất là đơn giản. Và tiếp theo bây giờ thì mình sẽ làm một đường redstone từ phía cái chỗ chúng ta thả cái kim cương vào đây này. Thì sẽ một đường redstone nó sẽ đi lên phía bên trên nha. Đó, thì mình đặt cho mình một block ở đây. Và vẩy redstone vào. Và tiếp tục lên cho mình một block nha. Đặt cho mình một cái đuốc này, một block nữa. Một cái đuốc này, một block nữa. Cái đuốc này, block nữa. Cái đuốc này, một block. Mình có vẻ đặt hơi cao nha. Thì mình kiểm tra lại một lần đã. Mình xin lỗi nha. Thì đây mình sẽ phá hai block này đi. Đây mình sẽ để cái đuốc này thôi nha, cái đuốc màu đen này. Từ cái đuốc nó tắt ấy, các bạn vẩy nó to lên trên này cho mình nha. Đó, và sau đó là các bạn sẽ lối sang ngang cho mình thôi. Rồi, và tiếp tục là các bạn lấy cho mình cái repeater nha. Các bạn đặt vào đây cho mình. Tiếp tục là đặt cho mình một block vào đây. Và sau đó là vẩy redstone vào đây. Đặt cho mình một cái repeater và gõ mark cho mình. Tiếp tục là một cái đường redstone ở đây nữa nha. Và các bạn nên nhớ là các bạn sẽ gõ mắt cho mình cái repeater này nha. Rồi, và đến bước này sẽ là bước rất là quan trọng này. Thì bước này cực kỳ quan trọng nha, các bạn hãy chú ý cho mình. Đó là trước khi các bạn thả đồ vào trong cái phễu này, thì các bạn phải đặt cho mình một cái block đá đỏ ở bên trên này, để làm sao cho tất cả các đường redstone này nó sáng lên. Thì như vậy khi các bạn thả vào cái phễu này ấy, đây mình sẽ lấy cho x1 thôi nha, các bạn chỉ được thả x1 thôi. Mình sẽ lấy thả cái gì cũng được nhưng chỉ được là x1 các bạn nha. Đó, thì mình sẽ thả đó x1 viên x1 đá đỏ vào đây này, bên này cũng vậy nha, x1 đá đỏ này. Đó, và hai cái fail ở giữa nha, nhớ cho mình là x1 đá đỏ vào hai cái fail ở giữa. Các bạn nhớ chú ý kỹ cho mình cái điểm này nha, chỉ thả item vào hai cái fail ở giữa thôi. Và tiếp tục là các bạn phá đi này, thì cái đường đất to này nó sẽ di chuyển như vậy nha. Đó, nó sẽ là ngẫu nhiên nha. Đó là do tại sao mà cái máy này nó sẽ là ngẫu nhiên, chứ không phải mà chúng ta cứ thả đồng xu vào hay là thả kim cương vào đấy. Mình sẽ ví dụ kim cương nha, mình sẽ thả kim cương vào thì nó sẽ auto là sẽ chơi thắng mình nha, chứ là không có chuyện đấy đâu, nó hoàn toàn là may mắn mà thôi. Đó, và hòa thì tất nhiên là chúng ta sẽ được trả lại một xu, à một kim cương đó các bạn. Còn khi mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ mất thôi, và chúng ta thắng thì chúng ta sẽ được gấp đôi nha. Rồi, và bây giờ tiếp tục làm theo video này. Thì chúng ta sẽ làm cái phần để chúng ta nhận quà nha, khi mà chúng ta hòa hay là chúng ta được thắng đó các bạn. Thì các bạn đặt cho mình ba cái dropper.
nó sẽ nhìn vào hướng này cho mình nha. Nhớ các bạn chú ý các hướng của dropper hay là các hướng của cái phễu đó các bạn. Đây thì cái phễu này mình sẽ đặt vào cái hộp sucker đó các bạn. Chú ý cho mình nha, là cái hộp sucker box đó các bạn. Rồi và các cái phễu nó sẽ chĩa sang ngang như này cho mình nha. Đó, chĩa sang ngang và chĩa vào cái hộp sucker cho mình. Rồi và tiếp theo là mình sẽ lấy cho mình cái dương nha. Các bạn phải đặt cho mình cái dương theo hướng này cho mình. Đó, chú ý cho mình là phải đặt cái dương theo hướng này cho mình nha. Rồi, và mình lấy cho cái phễu, mình sẽ đặt vào đây. Cái phễu nó sẽ chĩa vào ba cái hướng này. Nói chung là cái phễu nó sẽ chĩa vào cái đường của cái phễu này nha, để nó có thể chuyển được item vào cái hộp sucker box nha. Các bạn chú ý kỹ cho mình cái phễu. Các bạn chú ý cho mình là các bạn không được đặt dương như này đâu nha. Đó, các bạn không được đặt cái dương đôi nha, mà các bạn phải đặt dương nó làm sao nó sẽ tách riêng ra cho mình. Đó, nó phải tách riêng như vậy. Còn nếu mà các bạn đặt thế này cũng được nha. Đó, miễn làm sao mà nó không bị trùng vào nhau là được các bạn nha. Nó không bị dính vào nhau đâu các bạn. Bây giờ các bạn lấy cho mình cái comparator cho mình nha. Đó, các bạn đặt vào đây cho mình ba cái comparator, để nó phát hiện khi mà đồ vào cái dương này thì nó sẽ chuyển sang đây đó. Đây sẽ là phần mà chúng ta thắng, chúng ta sẽ được gấp đôi. Rồi nha, và đến cái bước này thì các bạn sẽ làm giống hệt mình cho mình. Nói chung là cái bước này sẽ rất là quan trọng này. Nó sẽ khá là lằng nhằng một chút, nhưng mà các bạn sẽ làm giống hệt mình là các bạn sẽ thành công luôn. Bởi vì bước này rất là ngắn thôi. Chúng ta sẽ làm cho mình một hàng bít tông dính sang ngang này cho mình nhé. Ba cái cho mình, tượng trưng cho cái kéo búa bao đó các bạn. Và lấy cho mình ba cái dropper. Nó sẽ nhìn quay mặt vào bên trong này cho mình nha. Chú ý cho mình là quay mặt vào bên trong này. Rồi, và tiếp theo là lấy cho mình một cái khối block nha. Đây, lấy cho mình một cái khối block. Và mình sẽ đặt đúng vào cái vị trí này, lên cho mình một block đúng vị trí này nha. Và đặt cho mình một cái comparator. Đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà mình ấn nút ấy, đây mình sẽ ấn nút này. Mình sẽ chọn vào cái búa đi. Đó chính là hòn đá đó các bạn, thì nó sẽ đẩy cái bê tông này lên. Đó, chúng ta thắng, chúng ta sẽ được gấp đôi nha. Tiếp tục này. Đặt cho mình đó chính là lấy cho mình cái khối kính ra nha. Các bạn chú ý lấy cho mình cái khối kính này. Đặt cho mình đó chính là cái khối kính ở đây. Cái khối kính màu trắng hay khối kính gì cũng được nha. Nói chung là mình sẽ dùng cái khối kính nhuộm trắng này cho các bạn dễ phân biệt thôi. Đặt cho mình hai khối kính sang bên này. Và đặt cho mình một cái block ở đây và một block nữa ở đây. Và lấy cho mình đó chính là một cái repeater. Đặt vào đây cho mình nha. Và sau đó các bạn phải desktop vào đây. Và đây và hai cái khối kính nữa nha. Và nhớ là chú ý cho mình là phải lấy cho mình một cái đuốc redstone, chỉ một cái đuốc redstone thôi. Các bạn đặt cho mình một cái đuốc redstone vào đúng vị trí này cho mình. Đó, vào đúng vị trí này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái bê tông tiếp theo. Khi mà chúng ta chọn đó các bạn, đó, mình sẽ ấn nút này vào cái bao này, vào cái kéo nha. Khi chúng ta chọn vào cái kéo đó thì nó sẽ lập tức đẩy cái phần chúng ta thắng lên. Đó, phần quà chúng ta thắng đó. Rồi, và tiếp tục phần này nha. Chúng ta sẽ xuống cho mình một block ở đây, sang cho mình và lên cho mình một block ở đây. Thì chỗ này mình sẽ không có vị trí để mình đứng để mình đặt cái comparator. Mình sẽ phá tạm ra nha, mình chỉ phá tạm thôi. Mình đặt cho mình cái comparator ở đây. Và sau đó là các bạn sẽ vẩy cho mình hai đường redstone ở đây nha. Đó. Tiếp tục đặt cho mình cái bít tông dính lại vị trí cũ cho nó. Đẩy lên nha. Đó, mình sẽ đặt lại cho nó cái bít tông dính nhá. Chú ý cho mình là bít tông dính nha, đặt lại vị trí cũ. Đó, bước này các bạn phải làm giống hệt mình nha. Và bây giờ là bước cuối cùng này. Đó chính là các bạn sẽ nhét quà vào trong những cái dropper ở đằng sau này nha. Nhét như hệt mình. Các bạn có thể nhét chật kín cũng được nha, chứ không nhất thiết phải đả cho mình một cái 64 gây viên như vậy đâu. Các bạn nói chung là các bạn sẽ nhét chật kín cái dropper cũng được. Và bên dưới này nữa nha. Đây sẽ là những cái dropper mà đảm nhận khi chúng ta hòa hay chúng ta thắng, thì nó sẽ hoàn lại cho chúng ta một kim cương, hoặc là gấp đôi kim cương đó các bạn. Và sau khi mà cỗ máy nó hoàn thành rồi thì các bạn sẽ ra đây và các bạn sẽ chơi thử một vài lượt nha, để xem nó hoạt động có đúng không nha. Hoạt động có đúng theo kiểu khi mà chúng ta thắng ấy, thì nó sẽ gấp đôi kim cương, hoặc khi mà chúng ta hòa thì nó sẽ trả lại một kim cương, hoặc là khi mà chúng ta thua đó thì nó sẽ mất hết kim cương luôn, nó sẽ không cho chúng ta một viên kim cương nào đó. Các bạn sẽ ra đây các bạn chơi thử cho mình nha. Và các bạn lên chỉ thực thả cho mình là x1 viên kim cương vào đây thôi. Nếu mà các bạn thả nhiều hơn một viên kim cương đó
thì nó sẽ, nói chung là chúng ta sẽ lỗ thôi. Nói chung là chúng ta sẽ không thể nào lãi được khi mà chúng ta thả nhiều, bởi vì nếu mà chúng ta thả nhiều thì chúng ta cũng sẽ không được chọn được cái khác đâu, chúng ta sẽ không gian lận được đâu nha. Cho nên chúng ta chỉ được thả được một viên kim cương thôi. Đấy, ví dụ mình thả nhiều thì cũng làm nó sẽ chỉ sáng lâu này thôi. Đó. Và chúng ta sẽ chỉ lỗ và mất kim cương dần dần mà thôi nha. Rồi. Và những bạn nào mà đã xem đến đây rồi thì đừng quên là để lại cho mình một like nha, và một đăng ký kênh nếu chưa. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.